laptop mỏng nhẹ, hiệu năng cao và màn hình OLED, đáp ứng nhu cầu văn phòng, đồ họa và giải trí. Tất cả nằm trong chiếc laptop Acer Vivobook 15X OLED S3504VA. Hãy cùng chung khám phá xem chiếc laptop này có điều gì thú vị cùng ưu đãi và giá cực tốt tại Hacom nhé. Thiết kế dày 17,9mm, nặng 1,6kg, dễ dàng cho việc di chuyển nhiều nơi. Màu sắc bạc ánh kim, sang trọng và thời thượng. Mặt trước làm bằng chất liệu nhôm, mang lại cảm giác chắc chắn. Màn hình mở 180 độ cùng bản lề cứng cáp. Vivobook 15X OLED với độ phân giải Full HD, tỷ lệ 16:9, độ sáng 400 nit, giúp bạn có thể sử dụng ở mọi vị trí, dù văn phòng hay ngoài trời. Trang bị tấm nền OLED cho hình ảnh cực kỳ sắc nét và màu sắc sống động, sở hữu 16GB và chip Intel Core i5 thế hệ 13, 12x16 luồng, đáp ứng được nhu cầu của người dùng trong việc xử lý đồ họa, chơi game hoặc đa nhiệm một cách mượt mà. Dung lượng ổ cứng 512GB PCIe Gen 4 và bạn có thể dễ dàng nâng cấp ở trên feature của hệ thống. Bàn phím hành trình sâu, có đèn nền và bao gồm phím số. Checkpad chính xác giúp cho công việc của bạn trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống âm thanh Sonic Master cùng Micro tích hợp giúp bạn đắm chìm trong không gian phim ảnh hoặc âm thanh đa chiều. Pin 50Wh sẽ giúp laptop của bạn luôn có đủ nguồn hoạt động. Cổng kết nối đa dạng để bạn có thể dễ dàng kết nối với mọi thiết bị ngoại vi, màn hình và cả máy chiếu. Acer Vivobook 15X OLED có độ bền đạt chuẩn quân đội Hoa Kỳ với những thử nghiệm khắc nghiệt nhất thế giới. Acer Vivobook 15X OLED S3504VA là một chiếc laptop có thiết kế đẹp, sang trọng, sử dụng cho mọi tác vụ mà giá thành chưa tới 20 triệu. Sẽ là một lựa chọn phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc người đi làm. Hãy follow kênh của Hacom để cùng chung unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất, review những siêu phẩm, giải pháp công nghệ và lối sống.